Và mình là Fataki Gaming đây. Hôm mình sẽ làm thử thách đi thám hiểm trong khu rừng này xem có những gì thú vị nào. Sẽ có một quả táo này. Ok, let's go luôn. Cái con này là con gì nhỉ? Ôi trời. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi. Help me, help me, help me. Trời ơi mọi người, khu rừng này rất là nguy hiểm luôn nha mọi người. Con gà này, xin lỗi mày nha gà, nhưng ta phải giết mày để có thịt ăn nhé. Ui, cái con này rất là nguy hiểm nha các mọi người. Cái con này rất là nguy hiểm nhá. Có tận hai con phải bỏ chạy thôi mọi người. Mình mà không chạy là nó giết mình luôn á. Ôi trời, cái gì đây mọi người ơi? Wow, một tòa lâu đài khổng lồ này. Mình chỉ đến xem thử thôi. Bởi vì điều này khá là bí ẩn. Hình như là một, hình như là cung điện của một nhà vua nào đó. Cứ tạm gọi như vậy đi. Đây có giường nè. Chỉ tiêu con này nữa. Không, nó sẽ làm hại sự dân chúng đúng không? Ok. Mọi người chết vậy. Ôi trời đất, ôi trời đất, ôi trời đất, ôi trời đất. Đó. Đó là con đi mọi người. Ô, sao mấy con này không hại mình nhỉ các bạn? Hay nó là giận nhận mình là chủ rừng? Đúng không, mọi người? Đúng là như vậy không? Ồ, thì ra là trong đây có vũ khí nè. Hay là thử thách gì nhỉ mọi người? Có phải là thử thách không? Vậy thì hãy để mình đi khám phá lên trên nhá. Ok. Mình sẽ đi lên trên tầng này để khám phá cho cái tòa lâu đài này nhỉ mọi người ơi. Tòa lâu đài bí ẩn quá. Wow, bên trên là mọi thứ rất là sang trọng. Cái này được làm bằng kim cương này, sàn nhà kim cương này, ngọc ruby này, vàng này. Đá này là đá màu xanh, hình như là để cho cái bàn phép thuật đấy, mình không nhớ. Còn đây là đá crystal này, đây là sắt này. Ôi trời, sang, siêu sang luôn mọi người ơi. Đây là cái giường này, đây là cái mà cái bình hóa học ấy. Đó, đây là tủ này, chơi nhạc thử đi mọi người ơi. Ok mọi người, mình bật âm thanh to lên một tí nha mọi người. Trong rừng này, ôi trời ơi, có nhiều đồ ăn vai mọi người. Mình sẽ lấy thịt bò đây này, đây này, mình ăn. Đói lắm rồi. Mình sẽ ăn miếng bò này nhá. Ok. Và ô thế vừa đấy mình lên bằng cái cửa này thì mấy cái cửa này chắc dưới cũng là đi lên nhỉ mọi người. Cũng vậy. Giờ thì mình sẽ khám phá bên trên nhá. Ô, đây là tầng 2. Tầng 2 thì đây là cái bàn phép thuật này, sách phép này. À, mình phải có cái viên đá gì màu xanh đấy. Mình sẽ đi xuống lấy thử nhé. Xem có không. Mới có không? À có. Đó, mình sẽ lấy 9 cái này để mình lên làm chế tạo sách phép nha mọi người. Đó, mình sẽ mở ra. Cho cây kiếm vào. Này mình sẽ cho 1 2 3. Cho hết rồi đi. Skill 3 đi. Ô, xong được nhỉ.
Ok mọi người nhé, giờ mình sẽ đi lên trên tầng. Ok mọi người nhé. Ô, sao không thể đi lên vậy? Trời đất mọi người ơi, xem cái gì ngã xuống, xem cái gì ngã xuống mọi người ạ. Đây là một cái lâu đài bằng sắt. Mình sẽ đứng lên cạnh này, bao la đẹp, view đẹp tuyệt vời lắm mọi người ơi. View đẹp phải mọi người. Công nhận cái này đẹp nhỉ. Lâu đài này ai sẽ ra, mình phải để người đấy luôn ấy. Ôi trời ơi, tí mình rơi xuống thì sao? Bắt cua, mình sẽ bắt cua trên này. Yes baby. Ui trời ơi, sao nó ngã xuống luôn mọi người ơi. Uầy, xuống cái này view đẹp lắm mọi người ạ. Đó quá. Đây cái không biết chủ sở hữu cái này đâu rồi nhỉ. Mình cũng đang loay hoay là chủ sở hữu của cái nhà, cái lâu đài này là ai nhỉ. Hay là đây là một lâu đài bỏ hoang lâu rồi. Nhưng mà ai lại đi bỏ một lâu đài mà lại có vàng, nhiều kim cương như vậy. Hay là một điều gì? Hay là tại sao? Mình sẽ điều tra, lấy lời chứng, lấy lời khai từ nghi phạm. Trước tiên, tại sao lại có sách phù phép ở đây? Tiếp theo, mình đi xuống. Đây toàn là sách, không có một thứ gì cả. Mình sẽ đi xuống. Đây toàn là sách. Đấy mọi người nghe, thấy âm thanh gì mà nó rợn rợn đúng không mọi người? Âm thanh này nghe ghê hết mọi người. Trong này có đồ ăn, thức uống, sách phù phép mà cung tiên đọc, chứng tỏ đây là một hiệp sĩ. Mà hiệp sĩ này cũng chính là một phù thủy. Mình đang băn khoăn là phù thủy này là phù thủy tốt hay là phù thủy xấu. Giờ mình đi xuống xem xét tình hình. Mình đang rất là đa nghi về cái lâu đài này nhé mọi người. Mình đi xuống xem thử, bởi vì mình không thể nào mà tự tiện vào. Ôi quên đóng cửa nữa. Mong là chủ sở hữu của chiếc lâu đài này sẽ là một kỵ sĩ, là một hiệp sĩ người tốt đấy. Chứ mình không mong đây là một người xấu đâu mọi người. Mình sẽ điều tra và lấy lời khai từ những nghi phạm. Trời sao ở dưới này lại có. Mình thấy hơi kỳ nhá. Dưới này sao lại có một thứ đèn sáng kỳ diệu như vậy? Tại sao lại có một nơi đẹp như vậy? Mình sẽ lặn xuống theo cái này nha mọi người. Đó, mình đã chuẩn bị thịt gà để phòng nữa mà. Ôi trời ơi, chỗ này đá phát sáng nhiều quá mọi người ạ. Ôi. Ôi, 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 hẹn gặp lại các bạn. Ôi, thôi xong rồi các bạn ơi. Series của mình đến đây cũng kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau nha mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại.